Xôm xóa cũng không cả cho một cán khmai free video training. Trong video này, nhóm năng bằng hai lúc này ông bị cảm thấy thi mùi để mình chứ mô thá Adobe After Effects. Và nếu không mê riêng này để nhóm xôm lực do cảm thấy Adobe After Effects để mình version C4 một bằng hành. Và ai lâu này trong xôm bằng hành mê riêng thi mùi này mê riêng được bỏ dưỡng. Và này cứ chỉ mê riêng tìm mũi. Mê riêng tìm mũi cứ giấy Pika này nôm ở school. Ông Pí cảm thấy ở đọc thể phách CA4. Rút kháng sát nam này cứ chia nè mất sinh nhá. Đồng nàng ở cảm thấy ở đọc thể phách CA4 đã sẽ xe xó AE. Bài lót số 10 chụm nói tìm mũi này mê riêng được bao dường. Chụm nói tìm mũi cứ nè giấy ông Pí nè dùm này. Adobe After Effects cứ chỉ cam vật thi mùi xâm ra bà chân à background ạ xó rư rụp hiệp xênh xênh ôi miên cho nà rô rô vớt đâm bay bằng cao chi spot bình nê chứ cám rư plong video xênh xênh đại thua ôi miên phiếp tẹo tiền bì nạ tốt xân à hay nô bê bà chọc bòn nì cam vật thi Adobe After Effects cứ chỉ cam vật thi mùi đại kì bình nê dung bà tẹo nô bò rô tế bị xét nô bò tế cam vật chìa dường. Và đối chứng này mình này thà cảm thấy Adobe After Effects cứ chấm niên khi nông ca ra chân là background đâm bay bằng cao chứa spot bình này chứa cám rưu plong video xem xe. Và ai lâu này đâm bay sắc xa này ông bị cảm thấy Adobe After Effects chia bằng to tướt khiêm số bằng hành chấm nói tí bí này mê riêng được bao giờ chấm nói tí bí cứ sắc xa ông bí. Rồi biết bác nâng bắt cảm thấy ở đó áp thể phạch. Và nó không chấm nói nít đài. Cứ khi nhóm xôn bằng hành tại ông Pi rồi biết bác nâng bắt cảm thấy ở đó áp thể phạch CF4. Và ai lâu xôn mơ ông Pi rồi biết bác nâng cảm thấy ở đó áp thể phạch CF4. Và đôi khi nhóm xôn sẽ xó AE tầm năng ở cảm thấy ở đó áp thể phạch. Và ai lâu đồng bây bác cứ xôn mơ nít bà. Cứ click lưu start dọc biệt thả all program Adobe Master Collection CF4 mình tốt mốc kích lưu biệt Adobe After Effects CF4. Và rút khăn Chrome này cứ chia nếu mà xin nhá đầm nàng ôi nấu biệt cam vật thi Adobe After Effects đầm nàng cá ba cam vật thi. Và ai lâu chia bằng to tiết khi nhóm xông bằng hai nhóm biệt tiền này cam vật thi Adobe After Effects CF4. Và này cứ chiếc tiền này cảm thấy Adobe After Effects CF4. Và đại miên phần này chỉ cho đến nó không tiền này cảm thấy Adobe After Effects CF4. Và lâu xong mơ tam sở nhà bruyến. Và phần này này cái hào thá Project Window khang lưu này vẫn cứ menu bar chấm này phần này khang này cứ tool bar. Và chấm này khang này vẫn cứ Effect Control chấm này tiếng và khang này cứ hào thác Composition Window nâng khang Chrome này hào thác Timeline và hào thác Timeline nâng miếng này chỉ cho ra tuyệt bản đâu khang này khang này. Và ai lâu đâm bay ở càng này chụp bác nhóm xung bằng hai nhóm pi được biết bác này cao vật thí Adobe After Effects CA4. Và đầm bây bà cảm thấy Adobe After Effects CF4 cứ chung click lưu start bằng tòa mốc dọc biệt thả All Program bằng tòa mốc tiết dọc biệt thả Adobe Master Collection CF4. Và bằng tòa mốc cứ chung dọc biệt thả Adobe After Effects CF4. Và tiền này cứ bằng hai thả cảm thấy Adobe After Effects CF4 cứ cầm bông bao cảm thấy. Và nếu cứ dịp tên này cảm thấy Adobe After Effects CF4. Và và này nếu bà đại miên bật toát bỏ lương bỏ chung với nhé bà cứ hào thá Project Window. Và
và phần này càng lên vĩnh cứ hào tha effect control phần này càng lên vĩnh và phần này càng lên vĩnh cứ hào tha tool bar nâng phần này càng lên đi cứ hào tha menu bar và chấm này phần này càng lên vĩnh cứ hào tha composition window và nâng nơi phần này càng crom đi cứ hào tha timeline đối đặc nhóm bàn bằng hai cái group và nâng miền này chỉ trang thuyết bản thật đâu khẳng đi cứ miền info info nó một bị biệt tha information và nâng biệt audio đặt tạ tương xử lên mà bật tiền đi và hay nâng bật tiền tầng ơn hiện đại cứ lúc nè ai thua cao sử rê và miền tha tiền cho tiền lớn đòi đặn niềm mệt sử nhà và đòi ở trên đôi nít bà cứ lúc này ai tiên bán mà ai tiên bụng rít bụng rùm bà làng lưu cho Chrome bà tam tâm rau chất ở bà lúc này bà hãy khi mà ai thua ca bà đô tiền đi mua đi mua đô tí tăng này khi mà chọn đạo bà lúc nhóm chọn dọc preview control ấy một đạo chỉ mua nữa tiền Project Window Effect Control và lâu không chạm đó miền này thà này và cứ khi mà ai bắt đồ bán rồi có khi chọn dọc tiếng timeline đi đặt cho mùi nâng Project Window rồi có preview nó chưa bắn to thôi bà cứ đòi khởi nhìn mật nhà chẳng cứ lúc này ai đã bán và ní cứ khi mà mùi tiền đấy bà khi mà xong tiền người định tích bà ní hào timeline và ní effect control mà lâu khi xong tiền đặt còn lại đang vẫn bà cứ đạo khơi sự nhà nhưng bà và ai lâu nít đôi mê riêng là bao dưỡng cứ nịa dây ông pi rồi biết bác nâng bất cam vật thí ở đọc áp thề phạch ông pi rồi biết bác nây cam thí ở đọc áp thề phạch cứ khiêm xô mà chọc tệ bằng này ai lâu nít khi nhóm nâng bằng 2 ông pi rồi biết bắt nây cam vật thí ở đọc áp thề phạch và đầm bay bắt cam vật thí ở đọc áp thề phạch cứ cho tam file menu bằng tòa mốc dọc biệt tha exit rứ check control box shoe và vị thi bị giang tiết cứ khi nhóm click lên sử nhà khoai nó hôm nay hàng Nam hàng lớn này bà đem về khi đặt màu bị lưu đâu về nó nâng miên bằng hai bịa thật close và ai đó nó khi nhóm thuê cả bắt đợi thịt lưu sử nhà khoai và ai đó nó khi nhóm xong bánh chóp ông pi mới điên tí mùi đây là dây ông pi cảm thấy đọc ông thầy phách nâng can nè nó ông pi được biết bắt nâng bắt này cảm thấy đọc ông thầy phách